Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn mừng mở nút bạc nha các bạn. Thì cái bánh này mình mua ở chợ Costco về, nhưng mà mình viết làm sao nó bị hẹp quá, bây giờ bớt mất chữ diêu rồi. Thiếu mất chữ diêu thôi, dùng đỡ chữ diêu kế bên nha. Rồi ở bên này là dâu tây rất là ngon. Hôm nay đi chợ thấy ngon quá, mình mua, mình ăn mở nút bạc cho vui ha. Còn đây là mấy đứa con mình á, nó rất là thích bánh sô cô la, cho nên nó mua cái bánh không phải sinh nhật mà cũng mua cái bánh happy birthday về để ăn đó các bạn. Bánh này ở chợ Costco bán rất là rẻ. Thì bây giờ sẽ ăn dâu, ăn bánh rồi. Rồi. Bằng bằng muốn cắt thế nào? Cái này đây nè, cái này dễ nè. Muốn cắt cái nhỏ hả? Rồi cho mình muốn cắt thế nào? Cái này ha. Này Kevin cắt đi. Kevin cắt đi, cái bánh này là của Kevin. Kevin thích mua, Kevin mua chứ mẹ không mua, mẹ chỉ mua cái bánh này nè để làm ăn mừng YouTube thôi, còn bánh này mấy đứa nhỏ nó muốn ăn sô cô la các bạn. Cái bánh như thế này thì ở Costco người ta bán rất là rẻ, ta bán chỉ mười mấy đô la một cái bánh bự như thế này thôi đó. Wow, của Kevin đây, để mẹ đưa nữa cho Kevin ha. Rồi Kevin ăn đi. Mà chị nhắc nó dạ ngon, dạ ngon. Bạn Việt cảm ơn cô chú và các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của mẹ con đã. Mẹ ngồi vô không biết có vừa không nè. Mẹ chắc cao bằng Vi à. Ăn nhiều quá vậy. Quá ăn hết sạch rồi, sắp ăn hết sạch rồi. Ngon nè. Con ăn gần hết rồi hả Kevin? Kevin ngồi ngồi thấp quá vậy, ngồi cao lên. Hơi cao các bạn. Đó. Thì bây giờ mời các bạn cùng ăn dâu với gia đình mình nha. Vậy ha. Ăn dâu tay. Sao mà bán cái bánh dễ tím à? Dạ. Vẫn vì cảm ơn chưa? Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Nhìn vô kia kìa. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Và các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của mẹ con. Đã ủng hộ cho kênh YouTube của mẹ con. Mấy đứa nhỏ cắt bánh này nè các bạn. Uống. Lấy cho em bình nước luôn con. Bình nước ở kia kìa, lấy bình nước uống. Ăn miếng bánh các bạn ơi. Rất là ngon. Bánh phô mai. Mời các bạn ăn bánh. Quên mời các bạn ra. Ngoan hả? Đây nè. Má mẹ chùi miệng cho con. Nhân đây thì mình xin chân thành, rất là chân thành cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu vì thầy đã cho ra những video dạy những học sinh như em. Thầy đã chia sẻ những cách làm video, làm một cái kênh YouTube rất là hay. Thì cách đây một năm thì em đã
vô tình xem được video của thầy và đã làm ra kênh YouTube Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ, đã được rất là đông bà con rồi chú, cô, bác đã ủng hộ và các bạn nữa. Mở đi, mở mẹ, mở mình để cái dâu mình tạm thời để dâu qua một bên nha các bạn. Về 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 về, bỏ cái này qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mở nút bạc các bạn ơi, sao đường đến nút bạc sao mà. Ok, bây giờ mình sẽ mở nha. Sao giống anh keo vậy? Người ta dán. Giây phút đợi chờ. Giây phút đợi chờ là gì? Giây phút đợi chờ là chờ đợi. Bây giờ sẽ bắt đầu mở nút bạc này các bạn ơi. Vì ngồi xuống mới thấy vậy chứ vì đứng sao thấy. Chuẩn bị mở nút bạc này các bạn. Các bạn ơi, bây giờ chúng cái này sắp keo rồi. Má nhớ cái nút bạc keo. Đó, các bạn ơi, bây giờ bắt đầu mình sẽ cho thấy cái gì trong này các bạn ơi. Hồi hộp quá này các bạn. Đó, đã để lộ nút bạc rồi. Đương gái mình rất là thích. Vì đã để lộ nút bạc rồi các bạn. Bây giờ chuẩn bị mình kéo nút bạc ra nha. Mình mở ra cho nó đàng hoàng đi. No no, để mẹ mở ra. Mẹ mở xem mình nó mở sai rồi. Mở sai hướng hả? Dạ. Ok, mình hướng bên này. Mở cho đàng hoàng đi. Mình kéo ra một cái là nó không có ra. Tại vì cái hộp này nó hơi chắc đó các bạn. Mở lộ hướng. Qua vậy. Đây, như vậy mới đúng nè. Đó, chuẩn bị mình mở nút bạc nha. Wow, các bạn ơi. Hết pin, hết pin. Hết pin. Hết pin, hết pin. Các bạn ơi, đang mở nút bạc nửa chừng thì máy hết pin, mới đi thay pin. Bây giờ tiếp tục. Đó, để xem như thế nào ha. Wow. Có một tờ giấy. Các bạn, có một tờ giấy thư cảm ơn của YouTube ha. Đó, cái thư này là thư cảm ơn của YouTube ha. Cảm ơn mình đã phấn đấu và đạt được 100.000 người đăng ký. Thì bây giờ mình sẽ nút bạc. Wow, đã quá các bạn ơi. Đó, nhìn thương chưa. Bây giờ mình sẽ mở ra ha. Cho vi động không? Vi động đi. Nó shiny. Vi thích không? Yeah. Không, Vi đứa nhỏ nhà mình thích lắm các bạn. Vi xích, xích cái đèn kia tới chút xíu Vi. Vâng, đừng có động, sao động vô nó dính nữa. Đem cái động vô đâu này nó dính. Đừng nướng đụng cái chén hả? Ừ. Đụng cái này thôi à. Đây các bạn, nút bạc nè các bạn. Đây, nút bạc. Nút bạc. Đây, mình đã vui nút bạc ra nè nè. Mày giữ nút bạc cho mẹ phải. Nút bạc. Sợ cá, sợ chát. Mày giữ cho mẹ mà.
cái thấy không mình. Đó, mấy đứa nhỏ kìa, xăm xe nút bạc rồi các bạn. Thấy không? Đây, nút bạc là giống như một cái nút bạc này cũng giống như một cái giấy khen các bạn khích lệ thôi. Đó. Khen là gửi tặng cảm ơn mình đã vượt qua 100.000 người đăng ký vậy thôi à. Đó, thì bây giờ thì lượt đăng ký của mình cũng gần 160.000 người rồi. Nút bạc mà YouTube đã khen tặng cách đây 2 tháng rưỡi trước nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cố gắng và phấn đấu lên, khi nào cố gắng lên cho có nút vàng chắc còn lâu lắm ạ. Nhờ các bạn và các cô chú bác rồi các cháu ủng hộ thì mình mới được có nút bạc như ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Đó, bây giờ đã mở nút bạc xong rồi. Cho Vi động nè, cho Vi cầm nè. Đừng có cầm vô trong cái kiếm nè, cầm ở hai bên thôi. Thử làm gì? Hai đứa nhỏ nhà mình đây. Muốn thử nút bạc. Xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.